Cristiano Ronaldo ra sân ngay từ đầu với chiếc băng đội trưởng. Anh thi đấu khá xông xáo khi tạo ra nhiều cơ hội, trong đó có cú sút phạt nguy hiểm bị thủ môn Antewon cản phá. Chơi lấn lướt hơn nhưng không thể ghi bàn. Anas đã phải trả giá khi bị đối thủ vươn lên dẫn trước ở phút 72. Đến phút bù giờ thứ 6, Anas được hưởng quả penalty. Tuy nhiên, Ronaldo đã đá bóng đi vọt sang ngang, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội chủ nhà. Siêu sao người Borussia ôm mặt, còn cổ động viên trên khán đài ôm đầu tiếc nuối. Để thua 0-1, Ronaldo và các đồng đội không để lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất tại cúp nhà vua Ả Rập Xê Út. Trước trận đấu vào rạng sáng ngày hôm nay, huấn luyện viên Pep Guardiola có nói một câu mà chúng tôi xin phép trích nguyên văn như sau: Ronaldo là quái vật trong bóng đá, còn Messi là bố của quái vật. Quý vị chắc là cũng hiểu hàm ý ở đây là gì phải không ạ? Và chớ trêu là ngay sau bị ví là thấp kém hơn Messi, CR7 lại san bằng một thành tích chẳng ai muốn của chính Messi. Cú sút hỏng trên chấm 11m vào rạng sáng ngày hôm nay là lần đầu tiên Ronaldo đã hỏng phạt đền cho màu áo Anas. Tổng cộng, siêu sao người Bồ Đào Nha thực hiện thành công 19/20 lần. Không chỉ vậy, Ronaldo còn chính thức cân bằng số lần đá hỏng phạt đền của Lionel Messi, đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Nếu như không tính loạt sút luân lưu, Lionel Messi đã thực hiện thành công 109 quả phạt đền và đá hỏng 31 lần, trong khi Ronaldo thực hiện thành công 168 quả phạt đền và cũng đã hỏng 31 lần. Tất nhiên, tỷ lệ chuyển hóa thành công của CR7 vẫn cao hơn khá nhiều. Nhưng với người vốn nổi tiếng với những cú phạt đền và cũng từng bị Messi nhiều lần vượt mặt trong quá khứ, việc có cùng số lần đá hỏng penalty với đại kình địch của mình rõ ràng là chẳng vui vẻ gì với Ronaldo. Thất bại vào rạng sáng ngày hôm nay cũng khiến Ronaldo ám ảnh hơn với con số 1.000, với 1.000 ngày không có danh hiệu nào cả. Việc tìm kiếm một danh hiệu cao quý bây giờ đây với Ronaldo chẳng khác nào đại ca tìm vàng. Kể từ khi đặt chân đến Ả Rập Xê Út thi đấu cho câu lạc bộ Anas, Ronaldo đã có được danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng là chức vô địch cúp các câu lạc bộ mạnh Ả Rập Xê Út vào tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, đây lại là chiếc cúp mang tính chất tinh thần bởi danh hiệu này không được FIFA công nhận. Nếu chỉ tính những danh hiệu chính thức thì lần cuối Ronaldo giành một danh hiệu lớn đó là cúp quốc gia Italia cùng Juventus vào tháng 5 năm 2021. Điều đó có nghĩa cơn khát danh hiệu của ngôi sao người Bồ Đào Nha đã kéo dài 3 năm, 5 tháng, 10 ngày. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh cũng không giành danh hiệu nào cùng đội tuyển Bồ Đào Nha kể từ chức vô địch UEFA Nations League vào năm 2019. Dù vậy, Anas vẫn đang tranh tài ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út và AFC Champions League Elite. Siêu sao 39 tuổi này hoàn toàn có thể chấm dứt quãng thời gian khô hạn danh hiệu lớn. Thực ra thì Ronaldo vẫn có cúp thưa quý vị, chỉ có điều là cúp cho lòng người hâm mộ và cho lòng những người đồng nghiệp của mình mà thôi. Trong đó thì có cầu thủ hay nhất châu Á năm vừa qua. Danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Á là một di sản trong sự nghiệp của tôi. Để trở thành cầu thủ người Qatar đầu tiên làm được điều này, nó không hề dễ dàng. Tôi luôn nhìn vào những huyền thoại như Lionel Messi và đặc biệt là Cristiano Ronaldo, người cũng đang thi đấu tại châu Á như tôi, để làm động lực. Hãy thử tưởng tượng, bạn cứ liên tục giành quả bóng vàng thế giới. Thật không thể tin nổi. Đó là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa. Và tôi cũng hy vọng những cầu thủ Qatar khác cũng có thể làm được điều này trong một ngày nào đó. Thành tích nổi bật nhất của Akram Afif cho năm 2023 là việc giúp đội tuyển Qatar vô địch Asian Cup. Anh cũng đi vào lịch sử của giải đấu này khi trở thành người duy nhất có 22 bàn thắng và kiến tạo chỉ trong 2 kỳ Asian Cup.